Chào các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Chú Toàn TV. Xem là tay cơ thể hiện như này. Làm cuống họng này cho nó ăn cho nó giòn nhỉ. Được không? Làm cái này thì ngồi làm hút rượu cho nó sảng khoái con người. Nói hay nhỉ.
hai bố con đang lăn lắp máng ở nhà, vừa mưa nó chảy ngược vào cầu thang. Kìa có mấy cái rau thơm kìa. Có mình thì có mấy cái rau răng cưa nữa. Đó là tao đánh cái chiếc canh ấy là canh vịt, canh vịt nó hãm được. Đúng rồi, khó trời lắm. Cái lầy nhà lầy nhảy. Không như tiết tiết canh vịt mà người ta hãm được ăn ngon lắm. Đây là sợ 80 mà sợ. Rang rồi. Có làm? Có chứ. Đầu phần không có thì hỏng. Cái canh nó không được đỏ, đúng không? Ừ. Lạc á? Cái này này. À. Rau thơm này. Bà lên thỉnh thoảng bà cứ đi đón bà để cho nó có cái tình cảm hay sao? Tao nó đi xe. Không có xe. Không xe cho nó hoành tráng lại. Đoán được cơ. Giờ còn đoán dấp chân hai người đi rồi. Đánh chết cánh mà không đồng nữa thì thôi. Vẫn lợn rồi. Cái hình lợn đông kịt luôn. Ngon nhá. Cũng phải để cải thiện lên tí chứ giờ cứ dọc khuôn đồng mũa thứ kia cũng ngon hơn là ăn cả hạt chứ. Ăn hơn ăn đục mùi hơn. Vừng to nhỉ. Ăn ngon hơn là thấp kia. Đừng để to to này. To người ta rắc bên trên người ta làm kiểu làm kiểu như người ta làm hàng. To thì mấy hạt thôi. Mấy hạt. Này lại khối vị đã bắt chiếc bánh này. Ừ. Chưa kiểu cải tiến kiểu mới này. Lại phải đào đào lên à? Đào 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 lên xong rồi mỗi người đã có kiểu bánh khác. Ừ. Nhưng mà cho rau thơm vào nhiều khả năng tiết nó đen. Ừ. Nó mình chỉ cho gọi là để cho nó thơm thôi. Ừ. Hiểu. Không có mì chính đâu, chỉ có ấy thôi, có hạt nêm thôi. Bà này bà chuyên ăn hạt nêm. Chuyên ăn hạt nêm. Chuyên ăn hạt nêm. Ăn không ăn mì chính. Tiêm này mặn. Bây giờ có ai người ăn hạt nêm mấy đâu. Toàn mì chính hoặc đường thôi. Công thức làm tiết canh. Mỗi người có một cách làm khác nhau. Đánh không nhanh nhưng đông trên bát thì đấy. Chưa? Thì đông vậy.
đông ngay. Đấy, nhanh tay đổ luôn là. Nhanh đông không mà. Khoảng lên là nó không 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 đông đâu. Cho hết mẹ. Cho hết. Ờ khô, cho hết cho nó đẹp. Tiết này tiết đẹp mà, không phải tiết đấy đâu. Đấy. Tí đông. Làm hai đĩa này, này luộc lên cái kia này nãy không đẩy được quên lại còn cho muối cái nước canh ấy. Đâm hóa đánh cái này lại cộng cái tiết nữa ở cái muối ở ở tiết nữa nhỉ, là kiểu gì kiểu nó sẽ bị mặn. Cái này mua đâu bây giờ xuống sáng là xuống nhưng mà tận dưới làng Tân lấy đấy. Tân à? Ừ đấy, nó ngan ngon. Bánh ngan ấy là nó chỉ hai nước là hai mắm, hai nước một mắm và hai tiết một, một một tiết hai hai mắm. Lúc nào tôi phải đi tôi học cái hãm tiết canh vịt với ngan. Bọn nó còn làm tiết canh ngỗng, tiết canh canh ngỗng giờ dây thế mà nó còn hãm được. Hãm được làm sao? Giờ nó nếu hãm bằng nước gì cả, nó hãm bằng chính. Còn có người đó còn bảo hãm bằng cái thuốc ozone của đừng hãm bằng cái đấy ăn không bao giờ ăn ngon cả. Ăn được chát á? À thế à? Nó không đông nhưng mà ăn chát. Nó cũng đông nhỉ? Ý là nó cũng đông nhưng mà ăn chát. À ăn là chát à? Cái gói ozone đấy phải không? Cái gói thuốc gọi là cái thuốc chú cháu mình uống là nó dạ dày ấy, kiểu như là cơ thuốc muối ấy. Tôi thấy bảo là ozone nó riêng thì ozone thì gói thuốc muối gì đâu. Gói thuốc muối đấy nó này thì ăn này và đây trưởng thôn ăn uống này sao đó ạ? Trưởng thôn này ăn uống này giết rồi. Thế mà gọi sang. Quá tuyệt. Đấy. Trời nó lấy hết cái xoăn xoăn rồi nhỉ? Như này nhé. Hả? Này phải thế nào? Thế nào cũng được, tùy. Nhưng mà cũng phải thái ra này cho nó dễ gắp. Ngon. Ôi. Ngon không? Tuyệt vời. Chàng con. Ba cái chẳng còn. Đấy. Ngon ngay. Đấy. Thế nhưng à. Có chanh. Có chứ. Không, ở trong tủ. Bánh này úp xuống. Bánh bọn nó còn quảng cáo nó còn sóc xiên đũa còn không rơi.
ghê thế. Quá đẹp. Nói nhầm mình làm tí cho nó thông thái này. Thì mai ra cơm. Ớt đấy. Nhiều đi đừng có đêm hôm đi không sao nhưng không may say rượu về tai nạn đi với điên như mày. Đã nói ở dưới thôi. Không phải. Nó làm con ngan cương mấy thế mấy cái mẹ đi sát Lào về có sát Lào được sát Lào về em đóng hết cửa đảng rồi. Thay được mấy bộ quần lô chú ngồi đi tâm sự đi rồi chẳng nhẽ thì cháu ngồi cho tâm sự với cô nó không hợp lý lắm. Ruột thịt nhưng mà nó nhưng mà nó không đúng giới đúng không? Cháu mình nói thế mà có rau thì cháu như tên như là nào ông toàn này hôm nọ thu đến còn độc rau kìa chứ bữa ăn được rau không cháu cũng mua bao gần cân hôm đấy nghỉ 17 đến 15 nghìn một cân 15 nghìn một cân bún bún này có hai loại, một loại dối một loại bánh bánh ấy phải không? Bánh không có, nó không còn. Bún này gọi là bún 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 chan mà. Còn bún chấm khác đúng không? Bún chấm là bún bìa. Đấy. Mình mua bún bìa chấm thôi nhưng mà không còn. Cái cháu thầy chị Mai vẫn làm công ty đấy. Chị Mai làm công ty đấy phải đến tận. Không một tí nước kèo này. Chi mà. Quá giỏi, quá giỏi. Không thì được. Bây giờ tôi đi Lào là nó thế là đi đóng thóc về cùng dưa trắng này. Đéo đéo chụp dưa trắng rồi đầy đầu phải không? Cháu thì cho nó được đen. Nào uống hai anh em cái nào. Trước cháu trắng đó. Bây giờ nó đen. Giờ là cái nào? Vẫn là cái xuân mà. Xuân năm nay ở nhận nhiều lắm. Xuân đấy, Xuân nghỉ nữa. Xuân Tiến. À, Xuân Tiến. Cháu cũng muốn cho mình này. Đúng rồi. Mình muốn cho mình ăn cái này đi. Nếu mà tay cứng là nó băng chứ. Ví dụ như là... Nếu mà tay mà nó làm cái gì nó cũng làm được 470.000. Để công xây đá táo rồi. 100 nó đã 400. Huy làm còn đang có rẻ hơn. Cái ăn thì 250. Vẹt thì. Mấy đâu giờ 250 phụ hồ còn 300 mấy à? 300 nhiệt. Đấy. Ông Huy phải 400 ra trên 400 rồi. Dạ, 250. Khu giờ cả nhà kiếm tiền. À khu giờ thì cả nhà kiếm tiền rồi. Thật ra giờ nó nhàn rồi. Ý là cứ ông ngạo kiếm ông ngạo. Thế vợ thì bao giờ về? Làm đâu ăn đấy. Vợ cháu thì bỏ tận sau này nó về đi nhưng không biết nó cứ về. Chả biết thế nào, như kỳ nào mà tao mà có công việc thế là tao không thiếu tiền là tao gõ hai anh em. Gõ thằng hộ tao tí. Gõ cháu khu. Dạ. Còn chó thì chú ý rồi, nhưng nếu tiền chục, tiền vài chục thì quá, tiền trăm thì không quá. Cháu nó còn đang học nốt, tức là nó đang học tháo qua đến trường, tháo qua đến trường nữa. Đưa đấy nhỉ? Cháu sẽ mất 6 tháng. Một khóa nữa không ạ? Một khóa nữa. 6 tháng nữa hả? Đó mà cháu học ngành dược mới ra trường rồi. À nó học ngành dược à? Bị ấy à, bị dây à? Giờ lắm nước này. Bắt chanh thì ra nước. À bắt chanh, người bắt chanh thì ra nước là đúng rồi. Yêu gần bắt chanh ra nước là. Người yêu cục gần bằng tuổi anh Vinh hả? Người dê 2K3. 2K3.
cưới đi, chưa cưới gì. Quần là nào, quần là hai là hai à? Lần hơn đó hơn bao nhiêu tuổi? Sang năm cưới được không nhỉ? Này này được. Chúng Huy nó cứ trêu nó. Sáu tháng thì. Nghe này. Trêu thế thôi, cưới cái một cưới cái ok này, thế mới ác. Không ok. Đâu mà đấy. Anh đóng cửa phòng rồi đóng cửa sắt này, cửa nhôm. Anh làm cửa nhôm đấy. Làm nhôm hết à? Cửa dưới anh đấy. Làm mẹ ta. Thôi em một lần cứ làm đấy, làm cho. Vâng. Anh bảo là bây giờ mình không ấy nhưng mà không nợ nần nữa, cứ có đâu thay đấy. Giờ tập trung làm có đâu thay đấy. Thế cũng được. Không chơi được, cứ có đâu còn như em nói như mai được sắt với gỗ rồi xong vẫn đi hết. Sắt cũng được, sắt khối nhà người ta làm sắt. Sau trên đúng mưa đang vừa rồi thay mấy cửa sổ lắp hai điều hòa à, lắp rồi chứ nhưng mà vừa rồi không nợ mới lắp không nợ nhưng mà mấy một cái mới lắp mình cháu lắp hai hãng qua là đi mười của Trần Quyền lắp gần 13 triệu hai cái mà gì sao giá đấy cháu lắp 10 triệu cả đi nhà cháu gần 10 triệu cho lắp một cái. Nếu một cái hàng kiểu như bò bọn kia nó lắp là bây giờ gần 13 triệu một cái. Như nhà cháu thì có 9.000 thôi, 9.000 nhưng mà cái phòng nhà cháu nó chỉ có 12 vuông thì chỉ lắp cái 9.000 thôi. 9.000 thôi mắt lạnh là chứ. Mắt lạnh luôn. Thế là cũng mới cũ rồi đấy. Mới cứng. Giờ là cả qua. Thế à? Dạ rồi. Có cái lần là trước là tầm 600, bây giờ nếu điều hòa là phải lên, tức là điều hòa thì chưa lên gần triệu, phải hàng hơn triệu. Bình thường là nước sạch mới lại điều hòa là em nói chị Mai là tầm 600, 700. Giờ em là kiểu này cả cây nước rồi là trên triệu. Nếu như chị tiền nước với tiền điện đang tầm đấy. Vừa lại sướng lại vừa ấy. Thì chạy xuống này tắt nha, tiếp. Hôm đầu tiên mình thử phút ngày. Nhưng một ngàn khó chịu lắm. Cứ tưởng nó vánh phát, kiểu nó rét, nó lạnh gấp ấy. Máy chạy. Thế cái mẻ vừa rồi đi Lào được nhiều? Được hơn chục triệu. Cháu thu cũng chứ. Vì lâu nhưng mà không làm nhiều, nhưng mà đi gần tháng thì được hơn chục triệu. Đi làm gì bên đấy? Em đi đọc máy giặt đấy, làm sao máy. Sao lại đấy? Giáp được khẩu Lào. Hôm nọ ta lên thấy có cái máy gặt đỗ ở cổng ấy. Trong một máy nào thằng Quyền, một máy bố cháu gọi về phải không? Vâng. Một gạt, một chân đấy vẫn còn nhiều lúa thế, ở dưới này hết sạch. Vẫn còn à? Trên đấy vẫn còn à? Còn. Dưới nhà cháu đông, cháu khô hết rồi. Dưới này sạch sẽ hết mà trên đấy vẫn còn. Khô hết rồi. Đấy này cái mua ái dầm hết. Đồng em là sau cùng. Nào uống hai anh em cái. Lâu lắm rồi. Vậy là định này làm nó gọi một tháng nữa vào Hà Tĩnh nhưng mà ngại. Đấy Hà Tĩnh. Cháu bây giờ cháu. Đi còn này chú biết. Ờ. Nó đi được một hai bản xong nó say nó vào mẹ nằm rồi thì chụp ở đâu? Đồng mũ nó còn trả ra nó chào với tôi. Đúng rồi. Đừng nên thế, im mình. Uống là sao? Ra mời người ta. Nên là bác Mai này cứ cẩn thận là hai. Bác Mai với cô Việt là hai nàng dâu được chuẩn bị trước là ba chục dấu kỹ. Là thế. Ít nhiều thì em lên toàn không có được. Bác có thể phải cất kín rồi còn gọi là 40 cổ hộ. Nửa năm cất đi thật kỹ vào. Không đồng gì đến cái quả đấy là tôi chết không còn chơi. Cái này không có gì ăn đây một chút không có gì ăn không có chết đấy cái miêu cứ cất 40 triệu kia không có gì ăn đây một chút người ta không bỏ 40 triệu ra đấy công việc là cứ dự phòng được khoảng 40 củ sẵn trong thì cứ đút ra đâu được kỹ ra đến lúc nó đầu cái là đến trước làm ở ngoài nha. Thôi ba anh em chú cháu mình cùng đồng cảnh nhé. Cùng đồng cảnh uống đấy. Không chết đấy, đéo nhà rồi toay đấy. Được với chú Huy là có độc hai đực thì nhỉ, ông Toàn đây mới được. Cứ Toàn có hai đực thì cháu chỉ một đực thôi.
nữ 635, bao nhiêu? 4635. Ta nhìn vô của mày 35 ấy. Có. Tạo đấy đừng liêu, nó cứ lung tung lung xoá. Cháu có đồng liêu thì có rồi. Đấy, ai anh hai đồng áo khôn. Cái điểm đấy và không rồi, biết anh chẳng có giá. Nào uống cái nào. Nhìn tầm đấy là đúng giờ, nghe nhớ, tôi biết. Thằng kia mà còn sót đi trước. Lộ hết. Thế lộ hết được đâu đó. Trung niên nữa đóng cửa. Thằng kia về thì mày lại đến Tân An thì tao biết hết. Lộ hết rồi không? Không cái. Thôi. Thế thì đúng. Dễ. Dễ. Không có những lộ lộ gốc mà lộ cả dễ cơ. Chứ muốn gì ta nói thì có đúng không đấy? Đây là cứ cho nó chuyện ra. Ta nói đúng cãi. Không cãi. Không có cái được, có cái nào, cái không được, cái nào được. Chưa từng ta đi sang Lào đấy, đừng có đùa. Đi sang Lào, mình thèm, đừng để mình thèm cái gì đúng. Không quan trọng, nhưng mà cái hôn là đúng không? Đúng, công nhận là đúng. Nhưng mà, hay là ai được cái khoe chú ý? Thường như nhau là ai? Nhưng mà... Tất cả bảo chú ý, chú có tặng hình. Lúc đấy chú ngủ luôn rồi. Đi đấy cả cái chú có nhà cũng ngủ rồi. Thế mà tao biết là đi đầu xe của mày vẫn ngoảnh vào 6 tháng. Thằng kia bảo chung không ok, mày quay đầu xe là cái là tao quát là mày đi đến Tân An ngay. Dạ, lại thế đấy. Tao biết hết, tao đặt cam từ đấy hết rồi. Tỉnh thế. Tránh đâu cho khỏi nắng mà. Không tránh đâu thì biết ngay nói thế này dọn. Tránh đâu cho khỏi nắng. Cho nói chung nhất là đúng hôm đấy là gốc bia hơn. Không vấn đề gì nữa nhé. Tức là gốc bia xong rồi là anh em nhìn nhau. Nhưng có đúng không? Có đúng không ạ? Có đúng không ạ? Đúng. Phải không nên là đúng. Đúng. Chứ không thể sai nữa. Mày đi đâu không may thì bây giờ tao anh nhìn thấy là hai là đi rình các cháu đi đâu chơi ra cái đâu đi làm gì vậy. Nó xong đấy trước nó có phải mười mấy năm này mình mới đầu về là 9 năm bây giờ được 4 năm đấy 13 năm rồi. Thế là năm là đi đâu gì năm là đi đâu năm nó đi đấy Sài Gòn đi là làm nhà anh làm cái này nó làm ở con gì nuôi chú ạ nó là cái bún này ngon thì ngon mật sắc nó dài thì ngon